Tôi nghĩ đứa con của hàng xóm tôi không phải là con người. Tôi có thể nghe thấy tiếng nó vang vọng trong ký ức của mình khi viết những dòng này. Hãy lắng nghe những ký ức về tiếng khóc của đứa bé như thể chúng vẫn đang khoan vào hộp sọ tôi, làm xáo trộn bộ não tôi ngay lúc này. Tôi nói nó bởi vì nó không giống bất kỳ đứa trẻ nào tôi từng nghe hay bất cứ thứ gì tôi từng nghe. Chấm hết. Tôi đoán tôi nên quay lại một lúc, thời điểm mà tôi nghĩ mọi thứ thực sự bắt đầu. Tôi sống trong một tòa nhà chung cư cũ. Tôi nghĩ trước đây nó từng là một nhà nghỉ. Nó không lớn lắm và khá rẻ. Tôi sẽ không nói nó ở đâu. Có 3 tầng, tôi ở tầng 2. Lối vào mỗi căn hộ đều ở bên ngoài. Vì vậy tôi đi lên cầu thang ngoài trời và đi qua ban công xi măng để đến nhà mình. Tôi không thực sự quen với những người thuê nhà khác. Tôi chào một vài người trong số họ, nếu tôi thấy họ, ngoại trừ một người, hàng xóm của tôi. Tôi không nói rằng chúng tôi quá thân thiết, hay bạn bè hay gì cả, nhưng chúng tôi đủ thân thiết để chúng tôi trò chuyện một vài lần khi ra ngoài hút thuốc. Và chúng tôi đã trao đổi thiệp Giáng sinh trong 2 mùa Giáng sinh vừa qua. Cô ấy sống ở căn hộ đầu tiên sau cầu thang, tôi ở căn hộ thứ 2 và có 2 người nữa sau tôi. Vì vậy, có 4 người ở mỗi tầng. Tôi không thể nói tên thật của cô ấy, vì vậy để đơn giản, chúng ta hãy gọi cô ấy là Carrie. Tôi không chắc chắn chính xác khi nào tôi có thể nói rằng mọi chuyện bắt đầu, nhưng nhìn lại, chắc hẳn là vào tháng 10 năm ngoái. Tôi nghĩ là đã khoảng 2 tuần kể từ lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy, mà lúc đó tôi không để ý hay nghĩ đến, chiếc xe của cô ấy vẫn ở đó. Giờ tôi nghĩ lại, nhưng tôi chưa bao giờ thấy đèn ở nhà cô ấy bật sáng. Một lần nữa, đó chỉ là điều khiến tôi thấy lạ khi nhìn lại mọi thứ. Vào cùng thời điểm đó, có một chiếc xe mới đỗ trong bãi đậu xe của chúng tôi. Một chiếc xe tải màu trắng. Nó đỗ ở một vị trí khác nhau mỗi lần tôi nhìn thấy. Nhưng không phải ai trong căn hộ cũng có xe hơi nên không có gì to tát. Một ngày nọ, khi tôi đang đi làm về, xe đã đỗ ở chỗ của tôi. Chiếc xe tải đã nổ máy. Tôi chỉ cần đỗ xe ở một chỗ khác mà tôi biết không có ai đỗ xe, bước ra và đi đến bậc thềm và cảm thấy một cú đập mạnh vào đầu. Tôi gần như ngã xuống, cố thoát khỏi cơn choáng váng và nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc rất kỳ lạ đã ngã ngồi bệt xuống đất sau vụ va chạm của chúng tôi. Ông ta mặc một chiếc áo tuxedo sang trọng nhưng lại mặc quần ngủ, một đôi tất len lớn, dép xăng đan và trên đầu, đeo kính râm, mặt nạ trượt tuyết và khẩu trang y tế. Chết tiệt, xin lỗi anh bạn, anh ổn chứ? Tôi tiến lại để giúp người lạ mặt kia đứng dậy. Anh ấy lùi xa tôi, gần như thể anh ấy sợ hãi, và anh ấy nắm lấy mặt mình, dường như bình tĩnh lại khi anh ấy cảm thấy lớp vải của mặt nạ. Anh ấy chạm vào kính của mình để chắc chắn rằng chúng vẫn ở đúng vị trí. Nếu anh ta cố gắng che giấu danh tính của mình, anh ta chắc chắn không hề tinh tế về điều đó. Sau đó, anh ta làm một điều thậm chí còn kỳ lạ hơn. Anh ta đột nhiên nhảy lên, nắm lấy vai tôi và nói, "Mẹ kiếp, xin lỗi anh bạn, anh ổn chứ?" Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy đang chế giễu tôi vì cách anh ấy nói giống hệt tôi, nhưng không thể biết được vì anh ấy đeo mặt nạ. Và anh chàng đó thì hoàn toàn rớt rồi. Anh ta lặp lại, bóp mạnh hơn một chút vào vai tôi và tôi hất anh ta ra, há hốc mồm nhìn anh ta chạy hết tốc lực về phía chiếc xe tải màu trắng. Có một người khác ở đó, trên ghế hành khách, tôi nghĩ là một người phụ nữ. Gã đeo mặt nạ nhìn tôi chằm chằm trước khi đóng sầm cửa và phóng đi, gần như đâm vào biển báo rừng. Tôi gãi đầu, cười trừ khi về đến căn hộ. Ngày hôm sau, anh ta đỗ xe bên ngoài lề đường khi tôi đi làm về. Và sáng hôm sau, tối hôm sau, đêm thứ 3, tôi nghe thấy tiếng gì đó từ căn hộ của Carrie. Tường hơi mỏng, nếu ai đó hét lên, dậm chân hay làm rơi thứ gì đó, bạn có thể nghe thấy. Không quá tệ, và thường thì không bao giờ là vấn đề. Đó là giọng của Carrie, nghe như cô ấy đang cãi nhau với ai đó. Tôi cố không nghe lén, nhưng tôi không thể không nghe thấy tiếng cô ấy hét lên lần nữa sau một lúc im lặng. Nghe gần giống như cô ấy đang nói chuyện với chính mình. Tôi không nghe được chính xác từng từ, nhưng giọng điệu của cô ấy có vẻ như vậy. Rồi có thứ gì đó rơi xuống với tiếng động nặng nề, và tôi nghe thấy tiếng như tiếng nức nở và một giọng nói khác. Tôi đã đi ngủ. Khoảng 2 giờ 30 sáng, tôi thức dậy trong mồ hôi lạnh. Tôi đã có một cơn ác mộng khủng khiếp mà tôi không nhớ, và tôi thực sự cần đi tiểu. Khi tôi loạng choạng trong bóng tối, tôi có thể nhìn thấy một ánh sáng mờ bên ngoài cửa sổ phía trước.
Tôi từ từ mò mẫm trong bóng tối cho đến khi tôi được tắm trong ánh sáng đó. Đó là một màu trắng sâu, một màu trắng nhạt. Nếu điều đó có ý nghĩa, tôi cố gắng nhìn xem nó phát ra từ đâu qua cửa sổ và tôi thấy một thứ hoàn toàn làm tôi bối rối. Bên ngoài, ánh sáng bao gồm màu trắng và đen giống như một bàn cờ vua hoặc một hình in ngựa vằn hoặc nhiễu trên màn hình TV. Nó đang xoáy, xoắn theo những mô hình kỳ lạ, giống như một loại ánh sáng disco kỳ lạ. Và nó phổ biến nhất ở phía trước căn hộ của Carrie. Tôi đã từng thấy một số ánh sáng kỳ lạ ở các bữa tiệc rave và những thứ tương tự trước đây. Nhưng đây là một thứ hoàn toàn khác. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như vậy. Tôi thậm chí còn phải vật lộn để mô tả nó một cách chính xác. Ánh sáng không hoạt động theo cách mà ánh sáng đó đã làm. Bối rối, tôi nghiêng người vào và rồi tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ. Một loại tiếng huýt sáo hoặc tiếng sáo phát ra từ phía sau bức tường, từ Carrie. Rồi, một tiếng động như trước đó, tiếng hét của Carrie và tôi bị tấn công bởi cơn đau đầu dữ dội. Thế giới xung quanh tôi chao đảo, ánh sáng xoáy trắng và đen ngày càng mạnh hơn và rồi chỉ còn bóng tối. Khi tôi mở mắt, tôi đang nằm trên giường. Cửa phòng ngủ của tôi mở. Tôi đứng dậy, kiểm tra cửa sổ. Không có ánh sáng, chỉ có ánh sáng từ đèn trên cầu thang và đèn đường bên dưới. Tôi hẳn đã mơ, tôi nghĩ vậy. Tôi đặt tay lên bệ cửa sổ và định hình lại, khi tôi nhận thấy có chuyển động bên ngoài. Ánh sáng chiếu qua ban công. Cửa phòng Carrie đã mở, và ánh sáng từ bên trong bắt đầu bị che khuất khi một cái bóng dài xuất hiện. Có người đang xuất hiện. Một bóng người đội mũ trùm đầu quay về phía cầu thang khi nó đi ra. Anh ta bắt đầu huýt sáo khe khẽ, một tiếng huýt sáo nhẹ nhàng. Tôi lướt qua đôi dép xỏ ngón và tất trên chân anh ta. Rồi mắt tôi khóa chặt vào cái bóng mà anh ta đang tạo ra. Có điều gì đó về nó khiến đầu tôi đau. Nó không có hình dạng đúng. Không phải là trò lừa của ánh sáng, giờ tôi chắc chắn về điều đó. Nó méo mó, lộn xộn. Cánh tay của nó có những chi không có ở đó, những phần phụ nhô ra mà tôi không thể mô tả cho bạn. Và toàn bộ cái bóng đang gợn sóng. Gợn sóng như thể nó không chỉ là một cái bóng, như thể nó được tạo thành từ chất lỏng hay thứ gì đó khác. Và tôi có thể thấy những mảnh và đốm trắng sủi bọt bên trong. Tôi đã bị thôi miên bởi hiện tượng kỳ lạ này, đến nỗi tôi không nhận ra rằng hình bóng đó đã quay lại và đang nhìn chằm chằm vào tôi qua cửa sổ. Anh ta đeo cùng một chiếc mặt nạ trượt tuyết và kính râm, và bên dưới các đường nối của mặt nạ, trên những phần nhỏ mà tôi có thể nhìn thấy đằng sau kính râm, ánh sáng đang rỉ ra, xoáy đen và trắng. Giống như nó đang vỡ tung ở các đường nối, một thứ gì đó rắn chắc hoặc lỏng, và không chỉ là ánh sáng, chỉ vừa đủ giữ lại, trên bờ vực rò rỉ ra ngoài. Một đám mây trôi qua mặt trăng, và chúng tôi cứ nhìn nhau lâu hơn tôi mong muốn, cho đến khi vật thể đó đột nhiên quay lại và bước đi, bước xuống cầu thang với những bước chân nhanh và không phát ra tiếng động. Đầu tôi đau nhói, tôi dựa ghế vào cửa và loạng choạng trở lại phòng. Khi tôi thiếp đi, choáng ngợp bởi cơn đau đầu khác, tôi nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng Carrie đang nức nở từ phía sau bức tường. Khi tôi tỉnh dậy, tôi tự nhủ rằng đó chỉ là cơn sốt trong mơ. Bây giờ tôi biết sự thật khác. Tối hôm sau, tôi nhìn thấy Carrie. Cô ấy trông tệ lắm. Tôi chào cô ấy, nhưng cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và cười to toét. Giống như cô ấy không ngủ cả tuần, cô ấy hoàn toàn luộm thuộm, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ, hạnh phúc, thực sự hạnh phúc. Giống như cô ấy đã trúng số hay gì đó. Khi tôi gặp lại cô ấy vẫn không trả lời tôi, chỉ mỉm cười một cách ngốc nghếch. Tôi đã không gặp cô ấy trong một thời gian dài sau đó. Xe của cô ấy hầu như không bao giờ ở lối vào nhà. Vào tháng 12, tôi nghĩ là một tuần trước Giáng sinh, tôi tình cờ gặp cô ấy ở ngoài cửa nhà cô ấy. Chào Carrie, lâu rồi không gặp. Cô ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng lại trở về trạng thái bình thường như trước. Ừ, dạo này thế nào? Ồ, bạn biết đấy, đã mua sắm Giáng sinh sớm rồi. Cô ấy nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó cô ấy đang cầm trên tay. Ồ, anh đang thắc mắc về điều này à? Cô ấy cầm nó như một điếu thuốc. Chỉ là một que kẹo mút. Tôi đã ăn chúng như điên để thỏa mãn thói quen hút thuốc. Anh bỏ cuộc rồi à? Đúng vậy, với việc em bé sắp chào đời và mọi thứ, tôi muốn chúng khỏe mạnh và mạnh mẽ. Bạn có thai? Ừ, thấy chưa? Tôi bắt đầu thấy bụng to rồi. Chúc mừng. Ừ, chết tiệt, bỏ thuốc thật khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng vì con mình. Chúng tôi trò chuyện thêm vài phút về những chuyện khác. Tôi mừng khi thấy cô ấy vẫn ổn.
tôi quên hỏi về người cha, mọi thứ trở lại bình thường. Sau đó, khi cô ấy bắt đầu mang thai rõ ràng hơn, cô ấy bắt đầu thay đổi. Cô ấy ít ra ngoài hơn, ít nói hơn và cô ấy trông thực sự kiệt sức mọi lúc. Cô ấy cũng rất gầy. Một lần nữa, chỉ đáng chú ý khi nhìn lại. Mang thai rõ ràng là khó khăn. Sau đó, cô ấy bắt đầu hành động rất lạ vào khoảng một tháng trước. Cô ấy lại ngừng trả lời tôi và có vẻ như cô ấy đang trong trạng thái xuất thần, như thể cô ấy hầu như không còn tỉnh táo nữa. Một đêm nọ, khi tôi đang đi làm về, tôi giật mình khi tình cờ liếc nhìn về phía cửa sổ nhà cô ấy khi đi ngang qua. Một khuôn mặt ghê rợn, đôi mắt trũng sâu và làn da nhợt nhạt áp sát vào kính. Lúc đầu, tôi không nhận ra đó là cô ấy, tôi thực sự nghĩ mình đã nhìn thấy mà. Tôi nghĩ cô ấy đang trừng mắt nhìn tôi, nhưng cô ấy thậm chí còn không để ý đến tôi. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng, hoặc có thể là một nơi nào đó ở đằng xa. Cảm thấy lạnh sống lưng, tôi vào căn hộ và chuẩn bị đi ngủ. Sáng hôm sau, cô ấy lại ở cùng chỗ đó, vẫn không hề nhận ra tôi. Cô ấy lại ở đó khi tôi trở về nhà. Và sáng hôm sau, và đêm hôm sau. Lần nữa, rồi lần nữa, gần như cô ấy không hề di chuyển. Như thể cô ấy đã đông cứng ở đó 24/7, hoặc biến thành một bức tượng. Nhưng rèm cửa đôi khi sẽ di chuyển, gần như khép lại. Vì vậy cô ấy chỉ nhìn ra qua một khe hở nhỏ giữa chúng. Cô ấy sẽ luôn luôn theo dõi, để tìm kiếm điều gì đó. Rồi đột nhiên cô dừng lại. Tôi về nhà và thấy cô ấy đang đứng ngoài cửa. Như thường lệ, cô ấy lại nở nụ cười tươi. Cô ấy vẫy tay chào tôi và nói, em bé sắp chào đời rồi. Chúc mừng. Tôi ngạc nhiên, chúng tôi đã không nói chuyện trong nhiều tháng. Cô ấy cười tươi hơn và vui vẻ nhìn tôi khi tôi bước vào căn hộ của mình. Ngày hôm sau, cô ấy lại tươi cười trở lại. Sau đó, một tuần trước, khi tôi đang lái xe vào bãi đậu xe, tôi thấy đèn nhấp nháy khi tôi đến gần. Có một xe cứu thương và một xe cảnh sát trong bãi đậu xe. Tôi bước ra, thấy họ khiêng cô ấy vào phía sau xe cứu thương và thoáng nhìn thấy khuôn mặt cô ấy. Mỉm cười. Một nụ cười lớn, rộng trông như thể nó đau đớn, như thể cô ấy đã giữ nó kể từ lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy. Có lẽ cô ấy đã nằm viện vài ngày. 4 ngày trước, cô ấy đã trở lại. Tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của đứa bé qua những bức tường. Ca sinh nở đã thành công, mới chỉ 7 tháng. Tôi nghĩ là ít hơn. Rất hiếm khi một đứa trẻ sống sót sau khi sinh ở thời điểm chỉ 7 tháng. Đêm đã xuống. Tôi ngủ thiếp đi vào khoảng nửa đêm. 1 giờ sau, tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng động chói tai từ bên kia bức tường. Khóc. Tôi thở dài. Thực ra thì không quá to, nhưng tôi đang cân nhắc đến việc mua một số miếng bịt tai hoặc nút tai vào ngày hôm sau. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi tiếng khóc của đứa bé tắt hẳn, rồi mắt tôi bắt đầu tự khép lại. Ngay trước khi tôi thiếp đi, tôi bắt gặp thứ gì đó dưới cánh cửa. Màu trắng. Giống như đêm đó, nhiều tháng trước. Tôi tự véo mình để chắc chắn rằng đó không phải là một giấc mơ, rồi nhận ra rằng lần trước cũng không phải là một giấc mơ. Tôi nhảy ra khỏi giường, sự tò mò chiếm lấy tôi, và tôi mở cửa phòng ngủ. Ánh sáng đột nhiên nhấp nháy khi tôi làm vậy. Tôi lại chìm trong bóng tối. Tôi đứng đó ngơ ngác trong khoảng 1 phút, tự hỏi liệu mình có quá mệt mỏi không, rồi quay trở lại phòng. Và ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi nghe thấy tiếng đó, tiếng huýt sáo hoặc tiếng huýt sáo, và ai đó đang cầu xin, van nài từ bên kia bức tường, từ Carrie. Tiếng huýt sáo trở nên khó hiểu, chuyển thành tiếng khóc, có một khoảng dừng và một lời cầu xin nữa, rồi đứa bé bắt đầu khóc. Tôi lại thở dài, nhưng tiếng khóc đó biến thành thứ gì đó mà tôi phải vật lộn để diễn tả và khiến tôi nghẹn thở vì hơi thở của chính mình. Thật khó để tìm ra từ ngữ nào để diễn tả tiếng ồn đó, mặc dù nó đã ám ảnh tôi không ngừng trong những đêm qua, tấn công vào tai tôi, vào tâm trí tôi, làm rung chuyển hộp sọ tôi, khiến tôi muốn lấy dao và đưa lên tai mình và... Nó bắt đầu như tiếng huýt sáo, hoặc gần giống như tiếng ríu rít. Tiếng ríu rít nghe như phát ra từ một con dế to phỉnh, nhưng có chút gì đó gần như máy móc. Không, kỹ thuật số, giống như tiếng bíp hoặc tiếng vo ve từ một chiếc máy tính bị trục trặc. Và rồi có tiếng kêu chói tai. Giống như cả một đàn lợn đang bị giết mổ, giống như lốp xe quay tròn, hoặc giống như ai đó đang đóng đinh trên bảng đen. Tất cả những âm thanh đó đều chồng lên nhau trên ngữ điệu của một đứa trẻ đang khóc. Nghe như thể nó không thể được tạo ra bởi một thứ gì đó sống, chứ đừng nói đến một đứa trẻ sơ sinh. Giống như ai đó đã lấy nhịp điệu tiếng khóc của một đứa trẻ và thay thế tiếng ồn bằng những âm thanh khác,
Nhưng mặc dù tôi đã nói rằng nó nghe có vẻ máy móc, nhưng không phải vậy. Tôi chắc chắn bằng cách nào đó, nhưng nó không giống như một thứ gì đó sống. Chết tiệt, ngay cả điều đó cũng không đúng. Tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa. Tôi đứng đó không nhúc nhích, choáng váng vì tiếng động tấn công vào tai, cố gắng hiểu những gì mình đang nghe và thất bại. Tiếng khóc bình thường đánh thức tôi, dậy sẽ là một bài hát du êm dịu so với bất cứ thứ gì đó. Đầu tôi đau nhói, tôi ngất đi trong một giây, mở mắt ra và thấy mình đang dựa vào tường. Thật khó để đứng dậy, tôi cảm thấy kiệt sức. Âm thanh đó gần giống như một lực vật lý đè lên tôi. Tôi đóng sầm cửa phòng, khóa lại và tự nhủ rằng mình chỉ đang mơ khi âm thanh đó biến mất. Tôi đoán cuối cùng tôi đã tự thuyết phục mình, hoặc chỉ là kiệt sức vì tôi thức dậy muộn để đi làm sau một giấc ngủ không mơ. Trong ánh sáng ban ngày dễ chịu, tôi nhìn vào cửa sổ nhà Carrie khi đi qua. Rèm cửa đã đóng và đèn hẳn đã tắt. Cũng vậy khi tôi về nhà lúc chạng vạng. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ khi đi ngang qua, tiếng cười khúc khích. Người khác hẳn đã nghe thấy tiếng khóc đó nếu nó là thật. Người khác hẳn đã làm gì đó. Nửa đêm đã chứng minh tôi sai. Đêm đó trời quang mây tạnh. Tôi không nghe thấy gì qua những bức tường kể từ khi về nhà. Đêm đó tôi không làm gì nhiều. Tôi đang nghĩ, mong đợi điều gì đó tôi không biết là gì. Trước khi tôi biết điều đó, đã đến giờ tôi phải đi ngủ. Tôi đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi uống thêm một liều melatonin, nhưng có vẻ như không có tác dụng gì nhiều. Mắt tôi chớp liên hồi. Tôi vừa mới thiếp đi thì bất ngờ có tiếng động, rồi tiếng đập như thể có ai đó đang đập mạnh thứ gì đó xuống sàn trong căn hộ của Carrie. Lúc đầu thì dữ dội, rồi trở nên nhẹ nhàng. Tôi lắng nghe thật kỹ, áp đầu vào tường, vì tôi nghe thấy thứ gì đó rất nhẹ nhàng, rất êm dịu. Ai đó lẩm bẩm, tôi nghĩ là Carrie, nghe gần giống cô ấy, nhưng có vẻ khác, và nghe như cô ấy sắp khóc, tuyệt vọng cầu xin điều gì đó. Rồi, nó lại bắt đầu. Tiếng khóc, tiếng động kinh hoàng đó không giống bất cứ thứ gì tôi từng nghe. Tôi nhảy lùi khỏi bức tường, bị một cơn đau đầu dữ dội khác tấn công và chùm gối lên đầu, cố gắng che đi âm thanh đó. Giống như cả một đội quân đang huýt sáo hết cỡ và la hét, bắn nhau và tất cả tiếng ồn đó nghe như thể đang được phát ra qua những chiếc loa nổ lách tách. Giống như có một cơn bão gió ở đó, một cơn bão gió đầy những linh hồn bị nguyền rủa. Đó không phải là con người. Bất cứ thứ gì tạo ra tiếng động đó cũng không phải là con người. Hàng chục hình ảnh kinh hoàng hiện lên trong tâm trí tôi khi tôi co rúm trên giường, tự hỏi tại sao không ai khác nghe thấy, tại sao không ai làm gì cả. Tôi tự hỏi điều gì đang ẩn núp chỉ cách bức tường đó vài feet. Carrie đã sinh ra điều gì? Cô ấy đã làm gì? Tại sao? Tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Cô ấy đang giữ một hình dạng vô nhân đạo, quằn quại nào ở đó. Tiếng ồn cuối cùng cũng lắng xuống và sự im lặng tiếp theo thật sự chói tai. Tôi tự hỏi liệu Carrie còn sống không? Đứa con quái dị của cô ấy đã ăn thịt cô ấy hay không? Hay ai biết được? Nhưng tôi không dám ra khỏi giường. Tôi không thể. Tôi hoàn toàn bị đóng băng tại chỗ, cả cơ thể và tâm trí. Sau đó, người đàn ông mặc quần áo kỳ lạ đó xuất hiện trong đầu tôi. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là cha của đứa bé không? Tôi tự hỏi đó là gì? Cái quái gì thế? Tôi nhớ lại ánh sáng, tĩnh điện đen trắng xoáy tròn. Cái gì đang ngọ nguậy dưới tất cả lớp phủ đó? Và tại sao? Làm thế nào? Tại sao Carrie? Nghĩ về điều đó khiến tôi phát ốm. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã ngủ thiếp đi một tiếng trước khi phải thức dậy, cuộn tròn trong tư thế bào thai. Tôi tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ khi tôi thức dậy. Điều đó không hiệu quả, vì vậy tôi tự nhủ rằng mình bị điên. Khi tôi chạy ngang qua căn hộ của Carrie và va vào một số người thuê nhà khác ở chân cầu thang, họ chỉ trò chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm trước, như thể một số tên khốn nào đó không hề hét lên giữa đêm. Tôi nói cho bạn biết, không thể nào họ không nghe thấy điều đó. Tôi thậm chí còn hỏi thẳng họ rằng họ có nghe thấy gì không, mặc dù tôi đã đi làm muộn. Họ nhìn tôi như thể tôi bị điên. Tôi ước gì mình bị điên. Nhưng khi tôi về nhà khi mặt trời đang lặn và đi ngang qua cửa sổ nhà Carrie, một cái bóng lướt xuống từ phía sau rèm cửa. Tôi không biết điều gì đã thúc đẩy tôi đến gần hơn, nhưng tôi quay đầu về hướng chuyển động và bước tới tấm kính. Những tấm rèm rung nhẹ như thể có thứ gì đó đang cọ vào chúng. Tôi đến gần hơn, rồi tôi nhảy lùi lại.
tôi thấy đó không phải là ngón tay người, không phải bất kỳ loài động vật nào. Chúng lại rụt lại và tôi nghe thấy thứ gì đó đập mạnh ra xa khỏi cửa sổ. Tôi nhìn chằm chằm, đông cứng và thứ gì đó nhìn chằm chằm lại. Hai vòng tròn ánh sáng mà tôi có thể nhìn thấy qua tấm rèm ở phía bên kia căn phòng. Ánh sáng xoắn ốc và quay tròn, một ánh sáng đen trắng. Tôi chạy vội vào căn hộ, đóng sầm cửa lại và khóa chặt. Tôi nghĩ đến việc gọi cảnh sát, thậm chí bấm số nhưng không gọi được vài lần. Nhưng họ sẽ nghĩ tôi bị điên, không ai khác nghe thấy. Bất kỳ ai khác tôi đến cũng sẽ nghĩ tôi bị điên. Dù sao thì tôi cũng nên gọi họ, bịa ra một lý do nào đó rằng tôi nghe thấy ai đó kêu cứu hay gì đó, buộc họ phải tiết lộ bất cứ điều gì ẩn núp trong đó. Đêm đó, tôi không ngủ được. Khoảng 1 giờ sáng, đúng lúc tiếng ồn của xe cộ chạy qua và mọi thứ bên ngoài hoàn toàn im bặt, khi mọi thứ rất yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng va chạm nhỏ qua bức tường. Một lần nữa, tôi áp tai vào nó vì tôi chỉ có thể nghe được một cách khó khăn thứ gì đó khác. Một tiếng kêu rít, một âm thanh như thể có thứ gì đó đang xé toạc thứ gì đó, xé thịt. Nhiều tiếng thình thịch hơn, tôi lắng nghe trong sự ghê tởm, tưởng tượng ra thứ quái quỷ gì đằng sau đó. Khi đầu tôi bị giật mạnh, tôi ngã ra khỏi giường và chửi thề. Có thứ gì đó đã gõ vào tường. Nó đang gõ, lại thình thịch, các bức tường rung chuyển với mỗi tiếng thình thịch, và tôi lùi về phía sau bằng cả 4 chân vào góc phòng. Nó biết tôi đang lắng nghe, và nó đang gửi một loại thông điệp nào đó. Tôi nghe thấy tiếng vật lộn khác, tiếng nức nở và van xin, tiếng van xin tuyệt vọng và nhanh chóng. Và rồi tiếng ồn không thể phát ra từ bất cứ thứ gì trên trái đất này lại bắt đầu. Đó là giọt nước tràn ly đối với tôi. Tôi đã gọi cảnh sát. Nói với họ rằng tôi nghe thấy cặp đôi hàng xóm đánh nhau. Tôi hỏi họ có nghe thấy tiếng động không vì tôi hét lên quá nhiều, nhưng họ trả lời là không. Tôi nói cho bạn biết, không đời nào có chuyện đó được. Tiếng động dừng lại 5 phút sau đó. 2 phút sau đó, hai cảnh sát đi đến căn hộ. Một người gõ cửa phòng tôi và người kia gõ cửa phòng Carrie. Cảnh sát thẩm vấn tôi. Tôi nói với anh ta rằng tôi nghe thấy tiếng la hét và tiếng đập, tiếng trẻ con khóc. Người kia lại gõ cửa và cánh cửa bật mở. Nó đã hé mở. Không có gì cả. Hoàn toàn không có gì cả. Không có ai ở nhà. Tôi đã yêu cầu họ cho tôi xem trong cơn hoảng loạn. Lúc đầu họ từ chối, nhưng tôi rất kiên trì và những anh chàng tội nghiệp trông có vẻ mệt mỏi. Vì vậy họ đã nhượng bộ và đồng ý. Bên trong có mùi kinh khủng. Có hàng chục chiếc đĩa bẩn trong bồn rửa. Nơi này bừa bộn kinh khủng. Thức ăn và rác thải bừa bãi vứt khắp nơi. Có những chiếc chăn bẩn chất đống trên ghế dài thành một bó. Nhưng không có ai ở nhà. Cửa phòng ngủ của cô ấy mở. Họ không đưa tôi vào đó, nhưng họ đảm bảo với tôi rằng cũng không có ai ở đó. Họ tra hỏi tôi thêm một chút. Tôi biết họ nghĩ tôi bị điên. Tâm trí tôi hoạt động như điên sau khi họ rời đi. Tôi không ngủ chút nào. Tôi không nghe thấy gì sau khi họ rời đi. Tôi đang viết những dòng này 10 giờ sáng, mừng là hôm nay tôi không phải đi làm. Tôi vẫn chưa nghe thấy gì cả kể từ đêm qua. Dù chuyện gì đang xảy ra, dù đã xảy ra. Tôi chắc chắn đứa con của hàng xóm tôi không phải là trẻ sơ sinh. Tôi không biết nó có thể là gì, liệu cô ta có lập giao ước với một con quỷ hay một người ngoài hành tinh, hay thứ gì đó từ một chiều không gian chết tiệt khác, hay tôi không biết. Tôi không biết, bất kỳ lý thuyết nào tôi đưa ra đều có vẻ điên rồ, chỉ khiến tôi cảm thấy điên rồ hơn mức tôi vốn có. Tôi đã viết những dòng này, hy vọng sẽ đăng nó ở đâu đó, hy vọng ai đó sẽ có câu trả lời. Tôi không mong đợi một câu trả lời, nhưng làm ơn, mọi thứ trước đó đều được viết cách đây vài ngày. Mọi thứ sau đó tôi đã viết hôm nay. Sự thật là thứ mà tôi không bao giờ có thể đoán được. Bạn chỉ cần tin tôi thôi. Tôi không trách bạn nếu bạn không tin. Tôi thậm chí còn không tin những gì mắt tôi đã thấy. Và tôi đoán là tôi vẫn không thực sự biết sự thật chính xác là gì, hoặc hiểu nó, không hiểu gì cả. Sau khi viết xong mọi thứ, tôi quyết định không đăng nó. Tôi cứ tự nhủ rằng mình chỉ đang phát điên, nghĩ đến việc cố gắng tìm một bác sĩ tâm lý. Chủ yếu chỉ ngồi đó, như thể tôi đã chết bên trong, thay vì thực sự làm gì đó vào ngày nghỉ của mình. Tôi kéo rèm lại, kê một chiếc ghế vào cửa. Tôi ngồi ở góc phòng, ngắm mặt trời lặn dần, ngắm những đám mây đen tràn vào như hắc ín, ngắm thế giới bên kia rèm cửa từ từ chìm vào bóng tối. Và tôi lắng nghe suốt thời gian đó, chờ đợi âm thanh kinh hoàng đó lại bắt đầu.
hy vọng rằng thứ gì đó trong đó sẽ không quay trở lại, hoặc sẽ không ra ngoài. Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, nhưng căn hộ của tôi tối đen như mực. Tôi bật điện thoại lên, lúc đó là 1 giờ sáng, pin còn 1%, và tôi chửi thề khi nó tắt máy 1 giây sau đó. Tôi đi lấy bộ sạc, khi tôi cứng đờ người giữa chừng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Có thứ gì đó đang chuyển động trong căn hộ của Carrie. Nó đã quay trở lại, nếu như nó từng rời đi, nếu như nó thậm chí còn ở đó ngay từ đầu. Tôi lờ nó đi. Chỉ là Carrie thôi, tôi đang phóng đại quá mức. Phải thế thôi. Mọi thứ khác đều là mơ hoặc điên rồ. Tôi cứ lặp đi lặp lại với bản thân rằng tôi chỉ bị điên, cố gắng thuyết phục bản thân một cách tuyệt vọng. Khi một tiếng hét chói tai, giọng nói của một người phụ nữ, tiếng kêu cứu the thé xé toạc không khí, bị xuyên thủng bởi tiếng huýt sáo sắc nhọn, tiếng huýt sáo biến thành cùng một âm thanh không thể diễn tả được, đã ám ảnh tôi trước đây. Phủ nhận mọi sự phủ nhận, tôi bịt tai, run rẩy và quỳ xuống, và ước mình đang ở bất cứ nơi nào khác. Nó là thật. Tôi không quan tâm bằng cách nào, hoặc tại sao không ai khác nghe thấy nó đang xảy ra. Tôi hét lên cùng với nó, nghe như thể tiếng kêu rít và tiếng máy móc ầm ĩ của một tháng từ lò mổ đang được phát qua loa phóng thanh cùng một lúc, hòa lẫn với tiếng gầm rú của một loài mèo lớn nào đó và tiếng động cơ sắp chết, và còn có cả tiếng cầu xin khủng khiếp của Carrie nữa, lẫn vào tiếng ồn bị nó làm cho át đi. Và lần này tôi có thể nghe thấy một phần những gì cô ấy đang nói. Làm ơn, không. Bình tĩnh lại, làm ơn dừng lại. Đừng bắt em, đứa con của em, làm ơn. Tôi mở đôi mắt nhắm nghiền của mình ra, ước gì mình có thể nhắm mắt lại, nhưng không thể, vì mắt tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảnh tượng bên ngoài rèm cửa. Bởi thứ ánh sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, xoáy và vặn vẹo như hàng trăm con rắn trắng và đen, hay những con giun béo ngậy đang ngọ nguậy cùng nhau. Tôi bấu chặt móng tay vào tai, tiếng ồn không dừng lại, và tôi nhận ra rằng nếu tôi không làm điều gì đó, thì tôi sẽ phát điên nếu tôi chưa phát điên. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã phát điên vào lúc đó. Tôi bị cơn hưng cảm tấn công, tôi nhảy lên, dậm chân đến ngăn kéo, lôi ra một con dao nhà bếp lớn, di chuyển chiếc ghế ra khỏi đường, xé toạc cửa ra và đưa tay lên chặn ánh sáng từ mắt tôi. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy nó ở khóe mắt là đủ khiến tôi đau đầu, như thể thái dương của tôi đang bị đóng đinh gỉ sét. Tôi loạng choạng đến cửa phòng Carrie, nhắm mắt lại, chớp mắt, và khi tôi mở mắt ra, ánh sáng đang mờ dần, lướt đi như một sinh vật sống, nhưng tiếng khóc thậm chí còn to hơn. Tôi cắn môi, thử mở cửa, nó kêu tách và mở ra một chút, rồi mọi tiếng ồn đều dừng lại. Sự im lặng bên trong đè nặng lên tôi như 1.000 tỷ viên gạch. Bên trong tối om, tôi đứng ở ngưỡng cửa, chớp mắt, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối. Tôi không thấy ai hay bất cứ thứ gì. Thận trọng, tôi bước những bước đầu tiên, mọi thứ vẫn còn lộn xộn. Tôi gần như vấp phải một bình sữa trẻ em, nhận ra có hàng chục bình sữa trẻ em, sữa bột trẻ em và các gói hàng Amazon rỗng nằm rải rác khắp nơi. Và trong cánh cửa hé mở dẫn đến phòng ngủ của Carrie, có một khuôn mặt. Carrie đang nhìn chằm chằm vào tôi như một con nai bị đèn pha chiếu vào. Tất cả những gì tôi có thể thấy là khuôn mặt của cô ấy, miệng há hốc, đôi mắt mở to trong nỗi kinh hoàng. Tôi nghĩ cô ấy đang nhìn chằm chằm vào con dao trên tay tôi. Đây không phải là... Tôi lắp bắp. Nghe này, tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó và tôi đến để xem liệu. Tôi im bặt khi cô ấy lẻn vào phòng. Lúc đó tôi thực sự nghĩ mình bị điên. Điều đó đã giải quyết được vấn đề của tôi. Tôi sẽ đi gặp bác sĩ tâm thần, hoặc tự nhốt mình lại, hoặc làm gì đó trước khi làm hại ai đó. Tôi muốn thoát khỏi đó, càng nhanh càng tốt. Chân tôi lại va vào thứ gì đó khi tôi đi ra ngoài. Thứ gì đó cứng ngắc, đống chân trên ghế dài tuột ra để lộ thứ tôi đã va vào. Tôi chớp mắt, thật khó để biết đó là gì trong bóng tối, và trông giống như một bàn chân. Từ từ, mắt tôi quét lên chân ghế. Có ai đó đang ở nửa dưới ghế dài, và họ hoàn toàn bất động. Tôi di chuyển chiếc ghế dài, nó nhẹ, và phát hiện ra thứ gì đó khiến toàn thân tôi nổi hết cả da gà, khiến một con rắn lạnh lẽo bò dọc sống lưng tôi. Một mùi hôi thối khó chịu xộc vào mũi tôi. Tôi quay đi và nôn thốc nôn tháo xuống sàn. Carrie đã nằm dưới ghế sofa. Cô ấy đã chết, tôi không biết trong bao lâu. Cơ thể cô ấy đang thối rữa. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một xác chết ngoài đời thực, không phải của một người tôi quen, không ở trong tình trạng đó, chưa bao giờ.
và tôi vô cùng kinh tởm và sốc đến nỗi phải mất một phút cố gắng không nôn trước khi bộ não hỗn loạn của tôi nhận ra. Tôi vừa thấy cô ấy nhìn trộm tôi từ trong phòng ngủ phải không? Tôi dụi đôi mắt đã ngấn lệ vì nôn mửa. Là cô ấy? Vậy thì ai đang ở trong phòng ngủ thế? Cái quái gì đang ở trong phòng ngủ thế? Chậm rãi, rất chậm rãi, tôi quay đầu lại. Não tôi hét lên bảo tôi đừng nhìn. Cơ thể tôi chống lại tôi, cố gắng ngăn tôi nhìn thấy thứ gì đó ở trong đó. Tôi nghe thấy thứ gì đó di chuyển phía sau mình. Thứ gì đó đang đè bẹp, đang mút. Tôi ngoảnh đầu về phía nguồn phát ra, cửa mở. Không có ai trong phòng ngủ, cũng không có ai trong phòng với tôi. Ít nhất, không có bất kỳ cơ thể nào như tôi từng hình dung trong suốt những năm tháng sống trên trái đất này. Nó có khuôn mặt của Carrie, nhưng chắc chắn không phải Carrie. Khuôn mặt cô ấy là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy. Không có phần nào còn lại của nó, thậm chí còn không phải là con người. Khuôn mặt cô ấy chỉ là một chiếc mặt nạ được gắn vào thứ gì đó không nên tồn tại. Chiếc mặt nạ trống rỗng đó nhìn tôi từ trên cao, cơ thể lan rộng của nó bám vào trần nhà khi nó tiến gần hơn. Đó là một khối vật chất xoáy, quằn quại mà tôi thậm chí không biết phải mô tả như thế nào, với độ đặc không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Và nó mở miệng Carrie và nó nói bằng giọng của cô ấy. Làm ơn, mẹ của con, đừng mang mẹ đi. Tôi ngã ngồi xuống. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã te ra quần ở đó. Tôi há hốc mồm và chỉ ngồi đó một cách yếu ớt. Những đường ánh sáng trắng chạy dọc theo cơ thể nó. Đôi mắt Carrie chìm trong ánh sáng đen. Mẹ ơi, làm ơn. Con sẽ làm bất cứ điều gì. Làm ơn đừng. Con muốn, mẹ. Con yêu của mẹ. Khuôn mặt co giật. Miệng nó mở rộng hơn và rộng hơn cho đến khi môi nó nứt ra ở các đường nối. Hàm nó mở rộng cho đến khi nó không thể mở rộng hơn nữa, cho đến khi nó tự gấp lại và rồi có ánh sáng. Ánh sáng trắng và đen xoáy tròn, tiếng ồn trắng khiến tôi muốn che mắt, nhưng tôi không thể cử động, không thể di chuyển một inch chết tiệt nào. Thứ đó đang bao phủ toàn bộ trần nhà, và nó liên tục cầu xin bằng giọng nói của Carrie, như thể nó đang phát một bản ghi âm, và giọng nói đó khàn khàn và méo mó, cho đến khi nó biến thành tiếng khóc mà tôi đã nghe thấy trong 4 đêm qua. Toàn bộ khối lượng của nó rung chuyển, nhanh hơn và nhanh hơn cho đến khi trông như thể nó không hề chuyển động. Nhưng tôi có thể cảm thấy toàn bộ căn phòng chết tiệt rung chuyển. Tai tôi như muốn nổ tung, đầu tôi như thể có một cái kẹp đã nghiền nát hộp sọ của tôi. Như thể có ai đó đã lấy não tôi ra và cho vào máy xay rồi nhét lại vào. Màu trắng và đen xâm chiếm tôi và rồi mọi thứ trở nên đen kịt. Có lẽ chỉ trong 1 giây. Tôi đã hét lên rất lâu sau khi tiếng ồn đã dừng lại. Tôi thậm chí còn không nhận ra nó đã dừng lại. Ánh sáng trắng và đen rút lui vào trung tâm của vật thể và một phiên bản phóng to của khuôn mặt Carrie nổi lên từ vũng nước tối của cơ thể nó, giống như một con cá voi đang lao lên mặt nước đại dương. Khuôn mặt co giật và co lại về kích thước bình thường và vật thể bắt đầu cầu xin tôi đừng làm hại đứa con của nó hết lần này đến lần khác. Tôi bắt đầu lùi lại. Đá xuống đất, lúc đó tôi nhớ ra con dao đang ở trong tay chết tiệt của mình và tôi bắt đầu vung nó điên cuồng trong không khí khi thứ đó bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn, tự tách ra và tự tái tạo trước mặt tôi. Tôi nói là nhỏ giọt, nhưng độ đặc của nó không hẳn là chất lỏng. Nó giống như được tạo thành từ những ô vuông nhỏ, vỡ ra và tái tạo lại, giống như các điểm ảnh trên màn hình máy tính. Nhưng ngay cả như vậy, điều đó vẫn không đúng. Đôi mắt của Carrie nhìn vào thứ đó tan chảy, đổ ra thứ gì đó màu trắng mở ra thành miệng. Và cả hai cái miệng lại bắt đầu khóc. Tôi gần như đâm con dao vào hộp sọ của chính mình để ngăn tiếng kêu lạch cạch. Nhưng thay vào đó, bằng cách nào đó đã xoay sở để đứng dậy. Tôi vung con dao nhưng trượt. Nó trượt khỏi bàn tay đẫm mồ hôi của tôi và rơi xuống đất. Và tôi chỉ biết hét lên. Thứ đó đang lê bước về phía tôi, nhưng nó đột nhiên dừng lại. Khóc. Một đứa bé đang khóc, đến từ phòng ngủ. Thứ đó quay tròn, bắt đầu vặn vẹo và quay hình dạng vô định hình của nó về phía phòng ngủ. Cơ thể của nó đông lại khi nó làm như vậy, trở nên giống Carrie hơn rất nhiều. Nhưng nó không hoàn hảo, giống như một bộ trang phục Halloween rẻ tiền của hàng xóm tôi. Nó dừng lại khi đến cửa, vì tôi đã nhặt con dao lên và đâm sâu vào lưng nó. Nó vẫn tập trung về phía trước, một chất lỏng màu trắng nhỏ giọt từ từ ra khỏi nơi tôi đâm nó. Khi cả hai chúng tôi đều đông cứng trước cảnh tượng trong phòng ngủ. So với tình trạng của phòng khách, phòng ngủ gọn gàng hơn nhiều. Có một chiếc nôi bên cạnh giường Carrie
và bên trong là một bé trai khỏe mạnh. Tiếng khóc của nó, tiếng khóc bình thường, đã ngừng lại một lúc khi nó nhìn thấy thứ đã hòa vào sự chế giễu của Carrie. Tôi đã nghĩ rằng thứ đó là em bé. Tôi nghĩ rằng bé của hàng xóm tôi không phải là người. Nhưng thứ đó nhanh chóng lao về phía cũi, hoàn toàn không để ý đến tôi. Con dao trượt ra ngoài vô hại và rơi xuống đất. Tôi chỉ biết gục vào khung cửa. Cảnh tượng trước mắt tôi còn khó hiểu hơn bất cứ điều gì khác đã xảy ra đêm đó. Thứ đó đã nhấc đứa bé lên và đang ôm nó trong vòng tay. Đứa bé được xoa dịu trong giây lát nhưng lại bắt đầu khóc. Nó rên rỉ khi nhìn tôi. Thứ đó há to miệng và tiếng thét kinh hoàng như ác mộng đó lại vang lên. Tôi giơ tay lên bịt tai, định lao về phía đứa bé và vứt bỏ mọi thứ để cố gắng cứu nó khỏi nanh vuốt của thứ đó. Nhưng đứa bé bắt đầu cười khúc khích. Nó gần như ngay lập tức được xoa dịu. Âm thanh đó dường như đang làm nó bình tĩnh lại. Nó ngủ thiếp đi với một nụ cười trên môi. Thứ đó im lặng và tiếp tục đưa đứa bé qua lại. Đôi môi giả của nó giật giật dữ dội. Nó như quên mất tôi ở đó, hoàn toàn đắm chìm vào việc chăm sóc đứa bé. Tôi không thể làm gì cả. Tôi thậm chí không thể hiểu được. Đôi môi của nó cứ giật giật. Và mặc dù lúc đó tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng giờ tôi nhận ra nó cũng đang cố gắng mỉm cười. Thật khó khăn với nó, nhưng chỉ trong một tích tắc, nó đã cố gắng mỉm cười. Một nụ cười thực sự. Nó đặt đứa bé vào cũi, hài lòng vì nó lại được ngủ, và nó giật mình khi quay lại và nhớ ra có kẻ đột nhập. Kẻ đột nhập vào nơi ở của nó. Tôi, đó là tất cả những gì tôi thốt ra, không nói nên lời. Mẹ ơi, làm ơn, nó lặp lại, con yêu của mẹ. Làm ơn, đừng làm đau con mẹ. Những lời đó có ngữ điệu giống hệt như những gì nó đã nói trước đó. Con muốn làm mẹ, làm ơn, đừng cướp con khỏi mẹ. Hoặc nếu mẹ định, thì... Nó thực sự giống như một bản ghi âm, nhưng gần giống như một con vẹt bắt chước giọng nói của con người. Một số từ nó lặp lại nghe không theo thứ tự, lộn xộn, hòa vào nhau. Tôi quay lại nhìn cái xác trong phòng khách, rồi quay lại nhìn thứ đó. Tim tôi đập thình thịch với một cảm giác không thể diễn tả được. Có những giọt nước mắt trong đôi mắt của sinh vật đó, trong bản sao đôi mắt của Carrie. Làm ơn, nếu anh định giết tôi, làm ơn hãy chăm sóc đứa con của tôi. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi không biết tại sao tôi lại nói thế. Tôi ngạc nhiên với chính mình. Tôi sẽ đảm bảo an toàn. Thứ đó gật đầu, đưa cánh tay sắp tan chảy và biến dạng ra, vỗ nhẹ vào đầu đứa trẻ đang ngủ rồi quay lại nhìn tôi. Hãy đảm bảo an toàn nhé. Giọng nói của tôi vang lên, chính xác như tôi vừa nói. Hãy đảm bảo an toàn nhé. Nó lặp lại vài lần, tôi chỉ gật đầu. Nó bắt đầu khóc dữ dội, lớp ngụy trang của nó hoàn toàn sụp đổ, và rồi nó bắt đầu hát. Tôi không thể gọi đó là hát như chúng ta biết, không có gì trong đó thực sự du dương, nhưng tôi chắc chắn rằng nó là hát. Một lời tạm biệt buồn bã. Cả căn phòng tràn ngập tĩnh điện màu trắng và đen. Tôi ước gì tôi có thể nói cho bạn biết chính xác điều gì đã xảy ra, như thế nào hoặc tại sao. Thứ đó là gì? Tại sao nó lại làm như vậy? Nó đến từ đâu? Tôi có những lý thuyết của riêng mình, nhưng tôi thực sự không biết. Tôi vẫn cảm thấy không thể tin được, và tôi đã chứng kiến tận mắt. Tôi vẫn nghi ngờ liệu mình có thực sự bị điên không. Có lẽ tôi chỉ đang ở trong một phòng giam có đệm ở đâu đó. Tôi nghĩ rằng thứ đó đã ở trong căn hộ của Carrie vào ngày cô ấy trở về với đứa bé, hoặc trước đó, và có chuyện gì đó đã xảy ra với Carrie. Có lẽ thứ đó đã giết Carrie, tôi không biết. Nhưng vì lý do nào đó, dù là qua lời cầu xin của Carrie mà tôi nghĩ thứ đó đang lặp lại, hay một lý do nào đó mà tôi không hiểu, nó đã cố gắng chăm sóc đứa bé. Nếu có nhiều thứ như vậy ẩn núp ở đâu đó trong bóng tối của thế giới chúng ta, tôi cầu nguyện rằng chúng cũng vô hại như thứ đã cố gắng hết sức để chăm sóc một đứa trẻ. Tôi nghĩ cuối cùng nó đã nhận ra rằng điều đó không thể thành công. Em bé an toàn. Tôi thức dậy và thấy mình đang nằm trên giường của Carrie. Em bé nằm trong cũi, ngủ rất say, không có dấu hiệu gì của thứ đó. Xác của Carrie cũng biến mất. Cuối cùng tôi nói với cảnh sát rằng tôi nghe thấy tiếng một đứa bé hét lên trong tiếng kêu đau đớn và tôi thấy cửa căn hộ mở. Đứa bé đang ở với cảnh sát và tôi cầu Chúa cho nó có một cuộc sống khỏe mạnh lâu dài. Một cuộc sống sẽ khiến mẹ nó và mẹ nuôi của nó từ một chiều không gian khác hoặc bất cứ nơi nào tự hào.